Đi nữa mình phải lấy con hộp mới được. Chẳng phải có gì sai. Chẳng hai là đúng đắn. Không có đúng rồi còn gì nữa. Mình không dùng thì người khác dùng được. Được chưa? Thế thì các bạn chú ý là gì? Khi học bài này các bạn chú ý cho cô mục tiêu là gì? Thứ nhất là trình bày nguyên nhân và các yếu tố thuận lợi của bệnh viêm phế quản phổi ở trẻ em. Thứ hai là trình bày về triệu chứng lâm sàng và xét nghiệm của bệnh viêm phế quản phổi. Thứ ba là trình bày các biện pháp điều trị và phòng bệnh viêm phế quản phổi. Được chưa? Nha. Thế thì viêm phế quản phổi là gì? À, viêm lâm sàng rồi đúng không? Nhóm vi hô hấp ở trên đi đâu? A vi hô hấp ở trên đi đâu? Nhóm vi hô hấp ở trên đi đâu? Rồi, nhà hàng bên. Viêm phế quản phổi theo em hiểu là gì? Tuy nhiên là nguyên nhân để ký sinh trùng và nấm thì nó ít gặp hơn và thường chỉ hay gặp ở trẻ
nóng mệt như cuộn yếu phần các bạn vừa nắm rồi, đúng không ạ? Nên tôi không nói lại nữa. Nhưng có một cái nữa đấy là gì? Nếu như yếu phần hốt trên, cấp tính trên mà các bạn không xử lý điều trị tốt nhé, thì có thể rất dễ dẫn đến tình trạng là đến viêm yếu phần phổi, được chưa nào nhé. Rồi thế thì bây giờ kể cho cô triệu chứng của viêm yếu phần phổi mà các bạn có thể gặp ạ. Triệu chứng thế thì các bạn nhận xét gì của anh đầu tiên và anh thứ hai?
đồng ngực to kéo cơ duyên sườn vân vân, đúng không ạ? Và gì nữa?
tím, đúng không ạ? Tím thì khi mà bệnh nhân có biểu hiện khó thở và tím thì chúng thấy các bạn là bệnh nhân có dấu hiệu gì đấy? Có dấu hiệu suy hô hấp, đúng không ạ? Nhé. Để suy hô hấp có các mức độ như nào thì tôi và chị Lâm Sàng có thể cô sẽ hỏi các bạn và giải đáp cho các bạn. Được chưa ạ? Và chú ý cho cô là tím mà các bạn quan sát ở bệnh nhân hô hấp thì đầu tiên người ta sẽ quan sát thấy tím rõ nhất và sớm nhất ở đâu? Ở quanh môi, nhé. Được chưa? Nhé, đây là quan sát thấy đầu tiên có hiệu tím đấy là tím quanh môi, đúng là nặng hơn nữa bệnh nhân có thể có biểu hiện là gì? Rối loạn nhịp thở hoặc là có các cái cơn ngừng thở. Được chưa? Nhé. Đấy là triệu chứng về hô hấp. Ngoài ra ở giai đoạn này các bạn có thể gặp các triệu chứng khác, ví dụ như là rối loạn tiêu hóa như là nôn chớ, tiểu chảy hoặc chứng bụng vân vân, hoặc là gì về tim mạch thì bệnh nhân có thể có biểu hiện là gì? Tim đập nhanh, đúng nào, hoặc trong những trường hợp suy hấp nặng thì có thể có biểu hiện là gì? Trụy mạch hoặc là suy tim vân vân, đúng nào, và thần kinh thì đứa trẻ có thể kích thích quấy khóc vân vân nhá. Thì đấy là các dấu hiệu gì? Dấu hiệu khác về, đúng nào. Và khi mà các bạn thăm khám phổi, đúng không ạ, thì các bạn sẽ thấy biểu hiện là gì? À, các bạn có thể thấy gì? Nghe phổi, đúng không ạ? Thì các bạn có thể thấy da hầm to mà hạ, đúng không ạ? Và có thể kẹp theo răng xích răng này. Vậy thì những bạn mà đã đi qua hô hấp rồi thì phải biết được thế nào là da hầm to mà hạ, thế nào là răng xích răng này nhá. Thế còn những bạn mà chưa đi qua hô hấp thì lúc đấy thì sau các bạn sẽ phải tập trước đi. Và nếu qua hô hấp thì các thầy cô sẽ chỉ cho các bạn. Thế nên là thế nên các em thấy là gì sẽ có sự khác so với cả trẻ con và người lớn, đúng không ạ? Người lớn các bạn chưa bao giờ các bạn nghe đến từ răng hầm to mà hạ, đúng không? Chỉ nghe thấy là răng hầm hoặc răng nổi thôi, đúng không? Nhưng trẻ con thì người ta lại phân biệt dạy dò là răng hầm to hạ và răng hầm nhỏ hạ, đúng không ạ? Vậy thì mục tiêu của y bố sau khi đi lâm sàng là các bạn phải đánh giá cho cô thế nào là răng hầm nhỏ hạ, thế nào là răng hầm to hạ nhé. Và ở bệnh nhân viêm phế quản phổi thì một trong triệu chứng mà rất có giá trị để các bạn chẩn đoán viêm phế quản phổi đấy là các bạn nghe phổi thì có năng lượng nhỏ hạn, được chưa nào nhé. Ngoài ra thì các bạn có thể thấy có biểu hiện là gì? Có được từng cùng, đúng không ạ? Xem xét, đúng là nếu trong những trường hợp mà có thể có những trường hợp có hội chứng không nặng, đúng là hoặc là có bão gan quá trong những trường hợp bệnh nhân có biểu hiện là da từ tím phổi nhá. Được chưa? Đấy là dấu hiệu về gì? Về thực thể của bệnh nhân viêm phế quản phổi, đấy chưa nhá. Đấy là triệu chứng về lâm sàng. Thế còn trong lâm sàng ở viêm phế quản phổi thì thông thường người ta sẽ hay sử dụng các cái xét nghiệm gì để người ta chẩn đoán bệnh nhân viêm phế quản phổi à? Nha, đi ho mất rồi, áo đen cô gọi đi nhỉ? Rồi bạn áo đen chúng ta gọi là gì? Người ta đánh giá cái lăng nhiễm khuẩn của bệnh nhân bằng xét nghiệm là gì?
câu thứ 6, xem trên bạch cầu nó có tăng hay không, bạch cầu đa nhân trung tính nó có tăng hay không nhá. Thứ hai, các bạn CRP, xem CRP có tăng hay không, biết CRP là gì không? À, protein sản xuất viêm nhá, để chúng ta đánh giá cái tình trạng nhiễm khuẩn của bệnh nhân nhá. Đấy, và khi máu, nếu như trong trường hợp bệnh nhân của các em có suy hấp thì các em phải làm khi máu để đánh giá xem là mức độ suy hấp của bệnh nhân như thế nào nhá. Ngoài ra để tìm nguyên nhân thì người ta sẽ có thể có xét nghiệm tìm một số ví dụ các bạn định hướng trong nguyên nhân gì thì các bạn sẽ làm xét nghiệm của nguyên nhân. Ví dụ các định hướng là do virus đúng không? Tôi có thể làm các xét nghiệm tìm virus, ví dụ test nhanh tìm virus thảo tào suy hấp chẳng hạn đúng nào, hoặc là các cái PCR thì virus ví dụ như adenovirus này chẳng hạn, rhinovirus chẳng hạn, CMV vân vân chẳng hạn đúng nào, và là nguyên nhân về vi khuẩn các bạn khám trong cấy dịch trị hầu đúng không ạ. Trẻ con thì các bạn nhớ là gì, không thường chúng ta phải cấy dịch trị hầu bởi vì nó không tạm được hầu đó nhá. Thế nên các bạn phải cấy dịch trị hầu để các bạn làm các cái xét nghiệm tìm nguyên nhân. Hoặc nếu như trong trường hợp mà các bạn có gì đặt nội khí quản hoặc nội soi phế quản cho bệnh nhân thì các bạn có thể cấy các cái dịch đấy để các bạn làm xét nghiệm tìm nguyên nhân cho bệnh nhân nhá. Đấy, thế thì đây nào, đây là hình ảnh X quang như nào đây nào, nào đọc như này có vấn đề gì không nào, nào như này có vấn đề gì không, vừa học trở lại hình ảnh xong đúng không? Không. Nào. Cái này có bình thường không? Cái bình thường. Chướng phổi. Nào. Có bình thường không hả? Bình thường hay không bình thường? Không bình thường là chỗ nào? Nào mà nào bình thường với tay. Chưa cái gì bất thường. Cái qua phổi bình thường. Tiếp, các bạn nhìn thấy bên này thì sao? Màu nó một đẹp rồi. Nào, bên này các bạn thấy cái gì? Nào, giống như cho họ. Học, chẳng hạn như em chưa. Và nào, không biết nào. Nào, áo xanh. Cô là trước tiên thì ở trên này thì nhận học trường phổ hai bên thì là có năng kiểm nghiệm đọc điểm chứng, hai là có hình ảnh với cổ tạng cái này cái cổ tì điện tì đáy quay ra ngoài và tì quay vào trong hình ảnh là mọi đồng đều. Ba là cái cơ hoành bên phải thì bình thường cơ hoành bên phải cao hơn cơ hoành bên trái. Trong trường hợp này thì cơ hoành bên trái cao hơn cơ bên phải để tìm một cơ hoành. Con thấy những phát sau đây là nó tìm bằng nhau mà bằng nhau là mình không nhìn rõ rồi. Đây thì rõ rồi, rõ chưa? À, nhìn khá là rõ rồi. Trong trường hợp này thì khá rõ chứ. Không ạ, khi các bạn đọc tên quang của trận trạng tinh hành đầu tiên xem phim có đạt tiêu chuẩn không nhé. Đúng không? Nó trong đó thì đúng không? Cái phim này không đạt tiêu chuẩn rồi. Đúng không? Không đạt tiêu chuẩn thì thế nào? Nhất như thế có thể cắt đầu không? Không. Không cắt đầu. Thứ hai là tia có phù hợp không? Tia mềm quá. Tia mềm. Tia mềm quá sẽ làm cho các bạn làm tổn thương của các bạn đặt nó sẽ bị nặng lên. Đúng không? Sẽ nhập. Nó to lắm mà. Đúng ạ? Tuy nhiên là gì? Các bạn sẽ nhìn thấy hình ảnh của các bạn nào, các bạn nhìn thấy ở đây là gì? À, màu đây này, nhé, màu giải.
Câu hỏi đặt ra là bên nào đứng phải? Nhá. Và cụ thể như thế nào thì các thầy
viêm tiểu phế quản. Vậy thì chẩn đoán phân biệt hai bệnh đấy dựa vào những triệu chứng gì nhá? Về nhà tìm hiểu đi, rồi trong lâm sàng các thầy cô sẽ hỏi đấy nhá, được chưa? Tất nhiên các thầy cô hỏi, các thầy cô cũng sẽ giải đáp cho các bạn, được chưa? Thế còn ví dụ như bệnh nhân của các bạn mà có biểu hiện ho hơn chẳng hạn, đúng không ạ? Thế thì mình sẽ phải chẩn đoán phân biệt với gì? Với ho gà, mà nhất là ở những cái lứa tuổi mà nó chưa được tiêm phòng ho gà là mình cũng phải chú ý, đúng không? Vậy thì ho gà có biểu hiện như nào cũng về nhà đọc đi nhá, được chưa? Đấy, cuối cùng đấy là gì? Đấy là điều trị, đúng không ạ? Thế thì đi 4 bây giờ có đặc điểm là gì? À, ví dụ các bạn học khoa hô hấp rồi thì đi 6 các bạn sẽ không quay lại khoa hô hấp nữa, đúng không nhá? Thế nên là các bạn sẽ phải nắm được cho cô từ A đến Z, tức là từ đến triệu chứng đến chẩn đoán cho đến điều trị và cuối cùng là tiêm vợ, đúng không ạ nhá? Là sau khi tiêm ầu như là nghe cô đây cứ đây lại làm gì nào, chấn thương cho cô đi, lớp đã nhỏ nào. Điều trị thì các bạn chú ý nguyên tắc điều trị thì sẽ có để các nguyên tắc điều trị cơ bản để là gì? Nhất là gì? Là chống nhiễm khuẩn. Thứ hai là gì? Chống suy hấp. Thứ ba là gì? Điều trị các rối loạn khác kèm theo nếu có, ví dụ như rối loạn điện giải, rối loạn thăng bằng tiền toan, đúng không ạ? Hoặc là điều trị các biến chứng khác nếu có, đúng không ạ? Tức là có cái gì thì điều trị cái đấy, đúng không ạ? Thế thì đối với chống nhiễm khuẩn thì các bạn phải sử dụng gì? Sử dụng kháng sinh. Thế thì đây là cái bài giảng kiến thức này, thì đây là khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới tăng cường kháng sinh cho viêm phế quản phổi. Thế còn giống như lúc nãy cô vừa giảng cho các bạn bài nhiễm khuẩn cấp cũng thế, đúng không ạ? Cụ thể điều trị trên bệnh nhân, đúng không ạ? Thì nó lại tùy phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, đúng không ạ? Nên các bạn sẽ thắc mắc là tại sao ở viện nhi, các bạn đi ở viện nhi người ta điều trị như này, viện nhi người ta tuyến cuối cùng, đúng không ạ? Mức và bệnh nhân lại gì? Đã được điều trị cái gì trước đấy chưa? Đúng không ạ? Nên là các bạn phải hỏi nhân, đúng không ạ nhá? Thế thì đối với khuyến cáo thì người ta thấy trường hợp nhẹ thì các bạn có thể sử dụng các loại kháng sinh uống hoặc tiêm như là amoxicillin, đúng không ạ, hoặc là cotrimoxazole, hoặc là benzimpericillin nhá. Liều dùng như nào thì bây giờ cô có nói thì về các bạn cũng sẽ lại quên, nên về nhà học cái điều như một, được chưa? Bây giờ tôi nói về đảm bảo ra đến cửa ngày hôm nay, đúng không ạ nhá? Thế còn những trường hợp nặng hơn thì các bạn sẽ phải điều trị tại tuyến trên, đúng không ạ? Thế thì các bạn khi mà điều trị tuyến trên thì các bạn có thể dùng gì? Benzimpericillin kết hợp với gentamicin, hoặc là gì? Hoặc là cephalosporin, đúng không ạ? Thông thường các bạn thấy ở trên viện nhi hoặc sinh cơ hoặc bạch mai thì hay cho bệnh nhân cephalosporin thế hệ ba ấy, đúng không ạ nhé? Thế còn tới lao mai benzimpericillin thì rất ít dùng cho trẻ em, bởi vì sao? Vì nó độc với tủy xương nên chỉ rất hạn chế dùng, đúng không ạ? Người ta chỉ dùng trong trường hợp cân nhắc bệnh nhân sử dụng đang hạ thuốc sau bắt buộc phải dùng cái này, nếu như không dùng thì không thể không điều trị được thì dùng thôi. Còn bây giờ gần như không khuyến cáo dùng thuốc nhá. Thế còn nếu như các em nghi ngờ viêm phế quản phổi do tụ cầu thì lúc đấy mình phải dùng cái gì? Ngoài việc tôi định hướng nguyên nhân, đúng không ạ, thì tôi phải xem là gì,
chủ đề. Nhưng sẽ có một số bạn sẽ hỏi cô là gì à, nhóm trước có bạn thắng học. Thế thì có phải khi nào có kết quả thắng sinh đồ em cũng phải đổi thắng sinh theo bạn sinh đồ hay không? Đúng không? Nào, các bạn nào trả lời cho cô bạn sẽ được gì nhóm trước hỏi cô đấy. À, bây giờ các em bắt được chỉ số nhân viên tức là khổ. Và các em cho bệnh nhân cấy thì bị đau phải 3 ngày sau mới có kết quả về. Đúng không? Trong 3 ngày các bạn đợi kết quả kháng sinh đồ về, các bạn bắt buộc các bạn đã phải điều trị kháng sinh đồ như rồi. Đúng không? Thế thì trong trường hợp đấy thì khi kết quả kháng sinh đồ về, các bạn có đổi kháng sinh, bắt buộc phải đổi kháng sinh theo kháng sinh đồ hay không? Hay là khi nào các bạn phải đổi kháng sinh theo kháng sinh đồ? À, bạn nào trả lời cho cô? À, trả lời cho họ. Nhóm trước vừa hỏi nhé, nhóm học cũng biết lần trước hỏi. À, đây là nhóm này trả lời. À, à em. Em nhé. Em. Tôi trả lời một tính hay là kháng sinh đấy có không đổi hay là bạn không đổi hay là tùy từng nhân lâm sàng em, bởi vì là nếu như mà lâm sàng tốt thì nhân thì em lại đổi, nếu không nó sẽ kháng cho riêng lâm dụng sau này nguy hiểm sẽ kháng cho riêng lâm dụng em sẽ dùng cái gì mới là 3 ngày bệnh nhân không biết sống chứ mà nó hơn mình đang điều trị cho bệnh nhân. Vậy thì lúc đấy làm sao mình biết là kháng sinh mình đang
tắc nghẽn tạm chứng đổi. Tắc nghẽn đường thở và rối loạn trong thổ khí. Thế vậy thì chống suy hấp thì tôi sẽ phải đảm bảo cái gì? Thông thoáng đường thở là một. Thứ hai là chống rối loạn trong thổ khí là thứ hai. Nếu mà làm cái gì thông thoáng đường thở thì tôi sẽ làm cách nào? Hút thở. À, chú ý để tư thế cho trẻ này. Đúng rồi. Thứ hai là giúp đường dãi cho bệnh nhân này. Đúng rồi. Và thứ ba là chống rối loạn trong thổ khí trong trường hợp bệnh nhân có suy hấp thì làm sao? Có thể làm sao? Hỗ trợ cho bệnh nhân thở oxy. Đúng rồi. Vậy thì thở oxy khi nào? Thông thường người ta sẽ cho bệnh nhân thở oxy khi bệnh nhân của các bạn có tình trạng khó thở và hoặc tim tái, tức là có tình trạng suy hấp và thường là đến suy hấp độ 2 trở lên. Đúng rồi. Hoặc là gì? Suy hấp là đến bão hòa oxy dưới 92%. Đúng rồi. Thì người ta không chắc cho bệnh nhân thở oxy nhá. Thế thì khi thở oxy thì các bạn phải chú ý theo dõi cho cô gì? Tình trạng bệnh nhân. Đúng rồi. Đặc biệt là nhịp thở. Đúng rồi. Và các cái dấu hiệu gắng sức xem là có cải thiện hay không. Đúng rồi. Các bạn thấy khi lâm sàng các bạn cần thấy ở các khoa là có cái máy gì đấy, máy đo bão hòa oxy nữa. Đúng rồi. Thì các bạn theo dõi cái chỉ số đấy để các bạn đánh giá xem là gì đáp ứng của bệnh nhân với thở oxy như thế nào nhá. Đúng chưa? Thế trong trường hợp mà các bạn đã cho bệnh nhân thở oxy rồi mà tình trạng suy hấp của bệnh nhân không cải thiện, vẫn khó thở nhiều, vẫn tim tái nặng, thì lúc đấy các bạn lại phải cân nhắc là sao? Có ống hoặc là đặt nội khí quản để hỗ trợ thở máy cho bệnh nhân. Đúng chưa nào? Nhá. Đấy. Được chưa? Nhá. Thì đấy là chống suy hấp. Thế còn khi mà bệnh nhân có các cái rối loạn khác kèm theo thì như rối loạn tim mạch hoặc rối loạn thăng bằng tiền toan, đúng là đúng chưa là, hoặc là có các cái tình trạng rối loạn khác hoặc các biến chứng khác kèm theo thì lúc đấy các em sẽ điều trị theo đấy, điều trị các cái rối loạn đấy nhá. Thế còn cụ thể điều trị như nào thì cái đấy thì một số cái các bạn sẽ học ở các cái phần khác, ví dụ thì điều chỉnh rối loạn thăng bằng tiền toan phần cấp cứu thể đấy. Thầy Thắng hoặc là thầy Quý sẽ dạy cho các bạn. Đúng không ạ? Nhá. Đấy. Thế còn riêng cái sốt thì cô đã trả lời bạn ngay từ đầu rồi. Đúng không ạ? Y 4 cấp độ để xử trí một bệnh nhân có tình trạng sốt rồi. Nhá. Đấy. Được chưa? Nhá. Thì đấy là điều trị ở thế của viêm phế quản phổi. Được chưa ạ? Thế còn cuối cùng là phòng bệnh viêm phế quản phổi thì có đơn giản không? Có đơn giản không? Giống như của thế không, tức là nửa đêm còn những khoản mất cấp đúng là nhưng không chú ý một điều là phải phát hiện sớm ra cái gì vậy, đúng những khoản mất cấp đặc biệt là mất cấp tính trên để tránh chúng cho nó phát nó tiến triển nặng hơn, đúng là. Và bây giờ cô hỏi các bạn là kể cho cô các vaccine có thể phòng viêm phế quản phổi trong những cái con cảnh sát hay còn bị đánh cái nào cái về
Tôi biết rồi, tôi có mấy quyển tiếng Anh, tôi có đọc đâu. Đọc thử. Không đọc một trang, cứ đọc một chút, không có đâu. Thank you.